Một cuối tuần sôi động của làng túc cầu đã trôi qua với điểm nhấn chính là đại chiến giữa Manchester United và Arsenal. Bên cạnh đó, danh tính mục tiêu 100 triệu bảng của Liverpool cùng việc Bellingham ủng hộ Vinicius giành bóng vàng cũng sẽ xuất hiện trong clip hôm nay. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United thua tối thiểu Arsenal. Đụng độ Arsenal trong bối cảnh sa sút về phong độ và thiếu vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương nên Manchester United đã không thể tạo ra khó khăn cho pháo thủ. Phút 20, Leandro Trossard phá lưới quỷ đỏ và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đại chiến. Cập nhật trên giúp thầy trò Mikel Arteta có chiến thắng tối thiểu và tạo ra khoảng cách một điểm với Manchester City. Tất nhiên, quyền tự quyết vẫn thuộc về thầy trò Pep Guardiola với trận đấu bù gặp Tottenham Hotspur giữa tuần sau. Nếu có thể hạ gục gà trống, The Citizen sẽ đòi lại ngôi đầu trước khi vòng 38 diễn ra. Ở chiều hướng hoàn toàn khác thì thầy trò Erik ten Hag vẫn đang chôn chân ở vị trí thứ 8 và còn khá ít cơ hội giữa Europa League mùa sau. Sân Old Trafford bị ngập. Không chỉ bị Arsenal đánh bại ngay trên sân nhà mà Manchester United còn khiến các fan xấu hổ vì sự xuống cấp khó tin của cơ sở vật chất. Theo đó, khu vực khán đài nhà hát của những giấc mơ đã bị ngập khá nặng sau trận mưa lớn và điều này gây ra trải nghiệm ác mộng cho các khán giả đến xem trận đấu đêm qua. Thật khó tin là hình ảnh trên lại xuất hiện ở một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất xứ sở sương mù và chắc chắn đây sẽ là vấn đề mà Ineos cần quan tâm xử lý. Arsenal phá kỷ lục câu lạc bộ. Dù có vô địch Premier League mùa này hay không thì Arsenal cũng đã có một mùa giải vô cùng cố gắng. Thậm chí pháo thủ còn vừa phá kỷ lục của chính mình về việc giành được số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải. Cụ thể, đại chiến Manchester United đêm qua là lần thứ 27 mùa này mà thầy trò Mikel Arteta khiến đối thủ phơi áo ở Premier League. Cập nhật trên thậm chí còn nhiều hơn số trận thắng của pháo thủ trong mùa giải bất bại cách đây 20 năm. Vì vậy, có thể khẳng định đại diện thành London vẫn đang đi đúng hướng với chiến lược hiện tại. Liverpool sắp nổ bom tấn 100 triệu bảng. Vừa trải qua một mùa giải thất bại nên Liverpool hướng đến việc cải tổ mạnh mẽ trong phiên chợ hè. Thậm chí Lữ đoàn đỏ còn muốn tặng tân huấn luyện viên Arne Slot bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng mang tên Anthony Gordon. Đây không hề là ý tưởng tồi khi cầu thủ người Anh đang chơi đầy tiến bộ trong màu áo của Newcastle. Tuy vậy, việc Lữ đoàn đỏ có quyết tâm đi đến cùng thương vụ trên hay không vẫn là chủ đề cần thời gian làm rõ. Bellingham ủng hộ Vinicius giành bóng vàng. Jude Bellingham đã có mùa giải đầu tiên khá ổn trong màu áo của Real Madrid. Thậm chí việc ngôi sao người Anh đem giải thưởng của bóng vàng về cho xứ sở sương mù cũng đã được nói đến. Thế nhưng tuyển thủ Tam Sư lại cho rằng vinh dự trên xứng đáng dành cho người đồng đội Vinicius hơn mình. Đây không hề là lựa chọn vô căn cứ khi nhiều chuyên gia cũng đang xếp ngôi sao Nam Mỹ ở vị trí cao nhất trong khả năng giành Ballon d'Or năm nay. Điều thú vị là ngoài Bellingham, một trong những đối thủ lớn nhất của Vinicius trong cuộc đua kể trên sẽ là người đồng đội mới Kylian Mbappe. Kylian Mbappe từ chối mức lương 200 triệu euro. Kylian Mbappe đã công khai ý định rời Paris Saint-Germain và sắp cập bến Real Madrid sau đây vài tuần. Thế nhưng ít người biết đội trưởng tuyển Pháp đã từ chối mức lương lên đến 200 triệu euro mỗi mùa từ các đại gia Tây Á. Thậm chí thủ quân của Le Bleu còn chủ động cự tuyệt mọi lời mời chào của các câu lạc bộ tên tuổi ở giải ngoại hạng. Rõ ràng, Kylian Mbappe chỉ muốn đến Real Madrid và thời gian tới là lúc các bên chứng minh tính đúng đắn của sự hợp tác. Manchester United hủy tiệc chia tay cuối mùa. Manchester United đang trải qua một mùa giải thảm họa và điều này khiến giới chủ quỷ đỏ cực kỳ thất vọng. Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định hủy bữa tiệc mừng công thường niên vào cuối mùa giải. Dẫu vậy, các giải thưởng cá nhân vẫn sẽ được trao cho những cầu thủ như hình thức ghi nhận sự đóng góp của họ trong thời gian qua. Barcelona ra giá 100 triệu euro cho Ronald Araujo. Sai lầm trong trận tứ kết Champions League khiến vai trò của Ronald Araujo tại Barca giảm đi trông thấy. Thậm chí ngôi sao Nam Mỹ còn dẫn đầu danh sách các cầu thủ sắp bị bán ở đội chủ sân Camp Nou. Theo cập nhật từ truyền thông, ông lớn xứ đấu bò muốn thu về 100 triệu euro từ thương vụ trên và giờ là lúc họ lắng nghe những lời đề nghị từ các đối tác. Bayer Leverkusen bất bại trận 50 liên tiếp. Mùa giải diệu kỳ của Bayer Leverkusen vẫn chưa kết thúc khi họ vừa đè bẹp đối thủ yếu Bochum với tỷ số 5-0. Cập nhật trên giúp thầy trò Xabi Alonso nâng tổng số trận bất bại mùa này lên con số 50. Mọi chuyện còn ấn tượng hơn khi truyền thông cập nhật chi tiết, ông lớn bóng đá Đức đã có tới 141 lần phá lưới đối thủ trong mùa giải năm nay. Rõ ràng nhà đương kim vô địch Bundesliga có thể vươn tầm trở thành một đội bóng lớn ở châu Âu nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại sang mùa giải mới.
Thomas Müller vẫn cay cú Real Madrid. Cuối trận đại chiến giữa Real Madrid và Bayern Munich giữa tuần trước đã có một tình huống đầy tranh cãi khi trọng tài biên căng cờ quá sớm trước tình huống hậu vệ De Ligt phá lưới kèn kèn trắng. Chính pha bóng trên đã chấm dứt giấc mộng vào chung kết của Bayern Munich và khiến Thomas Müller cực kỳ tức giận. Thậm chí ngôi sao người Đức đã nhắc lại tình huống này cùng với thái độ bức xúc sau trận thắng Wolfsburg đêm qua ở Bundesliga. Rõ ràng các tranh cãi từ trọng tài sẽ còn tạo ra không ít tranh cãi ở làng túc cầu. Real Madrid quyết định tương lai nhiều ngôi sao. Trước khi đại chiến Dortmund ở chung kết Champions League thì Real Madrid đã quyết định tương lai của nhiều trụ cột. Dựa vào màn trình diễn tích cực trong mùa giải qua, bộ đôi Lucas Vazquez và Joselu sẽ được kèn kèn trắng gia hạn hợp đồng. Ở chiều ngược lại, đội trưởng Nacho chọn sang MLS để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp. Thế nhưng trường hợp phức tạp nhất vẫn xoay quanh bộ đôi Luka Modric và Toni Kroos. Theo nhiều đồn đoán, Los Blancos chỉ muốn giữ lại một trong hai công thần vừa nêu và mọi chuyện sẽ rõ ràng sau cuộc gặp của họ với chủ tịch Florentino Perez. Wayne Rooney chê Manchester United dưới thời Ten Hag. Là một huyền thoại của Old Trafford và Wayne Rooney đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng với Quỷ Đỏ. Thế nhưng kể cả lúc đứng thứ 7 dưới thời của David Moyes thì gã Shrek cũng thấy tình cảnh đội bóng cũ chẳng tệ như hiện tại. Rõ ràng huấn luyện viên Erik ten Hag không làm tốt nhiệm vụ của mình và khiến các fan cùng với nhiều huyền thoại Manchester United cực kỳ thất vọng. Anthony Martial đã chơi trận cuối cùng cho Manchester United. Anthony Martial không có mặt trong cuộc đấu đêm qua của Man United và Arsenal. Nguyên nhân là do cầu thủ người Pháp vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương. Thậm chí các cập nhật mới nhất còn cho biết cựu sao Monaco không thể tái xuất trong phần còn lại của mùa giải. Thông tin trên cộng với việc hợp đồng của Martial sắp hết thì truyền thông có thể khẳng định chân sút xứ Lục Lăng đã chơi trận cuối cùng cho Manchester United. Vì vậy, Quỷ Đỏ cần một cái tên mới cho hàng công, còn tiền đạo người Pháp cũng đang cân nhắc các bến đỗ tiềm năng. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.